69 thiên, ngày 69. Hãy nghe Phá nhắc lại cách nói. Phiền qua đây một chút, bọn mình muốn gọi đồ. 麻烦过来一下，我们要点东西。 Má Phản Của Lái Y Xa Wo Mân Yào Điện Tông Xì Má phản của lái xa Wo men yào điện tông xì Má phản của lái xa, Wo men yào điện đông xì. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Wo shi Pan Chui Yang, Zhao jie jie de peng you. 我看说得挺好的。cũng là người Hà Nội. 也是河内人。 người bản địa Quế Lâm. 桂林本地人。 哦, hóa ra là vậy. 哦,原来是这样。 Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại rồi. 接到了。 Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。 Thêm bạn xong rồi. 加好了。 Gọi chút gì? Lái điểm sớm mà. Hôm nay mời khách. Xin thiên chính khở. Chỉ là nói chuyện phía một chút. Chỉ sự léo léo thiên. Một chút việc nhỏ này. Chỉ điểm xảo sự. Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Đừng khách sáo. 不客气. 别客气.